Nhật Bản truy tố người ám sát cựu thủ tướng Abe Shinzo. Hãng thông tấn Kyodo News dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ phía công tố Nhật Bản quyết định chính thức khởi tố Tetsuya Yamagami, 42 tuổi, kẻ nổ súng về phía ông Abe. Yamagami là một cựu quân nhân đang thất nghiệp vào thời điểm diễn ra vụ ám sát. Trước đó, văn phòng công tố quận Nara đã kéo dài quá trình giam giữ đối với Yamagami để hoàn tất khâu giám định tâm thần đối với bị can. Hiện Yamagami được xác định đầy đủ sức khỏe tâm thần cho việc hầu tòa. Thời gian giam giữ phục vụ việc giám định sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 1 năm 2023. Yamagami bị bắt sau khi nổ súng về phía ông Abe, trong lúc cựu thủ tướng Nhật Bản đang phát biểu vận động tranh cử cho đảng của ông tại thành phố miền Tây Nara ngày 8 tháng 7. Trước các nhà điều tra, Yamagami khai rằng bản thân ôm lòng thù hận đối với giáo phái có tên Giáo hội Thống nhất, vốn nổi tiếng với những đám cưới tập thể. Giáo hội Thống nhất cũng bị những người chỉ trích xem là tà giáo. Hung thủ đổ lỗi cho giáo phái đã khiến mẹ mình phá sản và ra tay sát hại ông Abe vì tin rằng ông Abe có liên hệ với giáo phái này. Theo người thân của Yamagami và một nhân vật cấp cao của giáo phái này, mẹ của bị can đã quyên tổng cộng khoảng 100 triệu yên, tức 17,76 tỷ đồng cho Giáo hội Thống nhất. Yamagami nói rằng việc ba mẹ thường xuyên quyên tiền cho giáo phái trên là nguyên nhân dẫn đến gia đình lâm vào cảnh phá sản.